Nhá, đang ở quán phở Lý Quốc Sư nhá. Được rồi, để cứ cái để cái rổ chú xin. Đang ở quán phở Lý Quốc Sư này, đấy là lẩu đuôi bò, các món về bò đây. Nhưng mà vào đây thì lại gọi một cái lẩu và lấy đồ ở chợ Diên Điền ra nhúng đây. Đây, rất là nhiều đồ đây. Nhắc luôn ra. À. Anh thích ăn cá này cho vào. Cũng được. Để chấm Thôi cho. thôi, cá không hợp lắm. À. Nhưng mà cho vào thì một miếng này. Tôm mẹ em ơi. Đang để tôm to thế, trăm 60.000 cân đã luôn. Trăm rưỡi, 150.000. Cho thôi thôi rồi. Đây nhá, ra đây là đem đồ vào cho đầu bếp nấu. Rất là nhiều tôm cua cá đủ các kiểu cả, ăn này no say luôn. Bà đã ăn cái gì đâu mà bà bảo đấy, vừa vừa đấy nhá. Đây. Cua bóc dưa ra cho mua ngoài nhắm, mua đói rồi, đói lắm. Bây giờ mấy giờ rồi? Mới có 1 giờ. Mới có hơn giờ. Không, bà cứ phải tỉnh cái bia đã thận người để ta tính. nó tốt rồi, không phải đi vệ sinh với xong đi nọ đi vào chỗ kiếm nợ thế, các bạn sáng cứ đi đi đòi đi tìm vệ sinh không. Thế bà không đi ở tôi không này, phở Lý Quốc Sư đặc biệt đây, chưa tôi mới em đi đây ngon lắm. Đây là phố ẩm thực cánh đồng miễu, thị trấn Diên Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Đây là canh rô đồng. Đây phố ẩm thực mẹ. Đây là nó lịch sự ra phết nhỉ, đường to này phố sự ra phết. Đây nha, cái nồi phở rất là to. Đây. Đây đâu cho đây. Đây. Đã ôi ôi. Đã nhờ. Rồi. Cái này làm sao phở nó không ngon lên được. Đây nhá, chất lượng thật luôn nhá. Phở này xương thật luôn này. Không phải nước dùng nước gì thì cả. Quá là con. Đây, bây giờ hai bà cháu vẫn đói lắm. Vẫn đang. Sáng giờ hai bà cháu vẫn đói. Sáng ở nhà thì coi như 10 giờ rưỡi đã ăn rồi. Đầu bây tiên giờ thì định ăn sớm nhưng mà ăn sớm thì lại sớm quá. Lại không ngon nên lại không là mua được hàng. Lại không mua được hàng. Mà, nên là chợ sớm. Ra mục đích là phải đi chợ sớm mà để mua những cái đồ hải sản tươi ngon nhất thì ăn mua về nhất, rẻ nhất. Nhưng mà hơi bị đảm muộn một chất tí. Lượng nhất. Nhưng mà không sao, không sao, đói ăn càng ngon, chả vấn đề gì. Nay là đi vào quán người ta bảo là lại ở đây rất là rét, Thái Bình rất là rét. Vừa mới là đây, đi con bé nó ngồi đây nó bỏ cội chứ là chị mặc cái kia là lạnh lắm. Đi chợ hải sản, đi chợ hải sản Văn Sơn nhỉ con? Văn Vân Sơn à? Tân Sơn à? Mua rất là đồ rất là ngon. Mà tươi mà rẻ nữa, rất ngon rất nhiều. Nhưng mà nó bán chỉ tầm trưa này thôi, không bán một tí là hết. Nó nói câu đấy là nốt hàng như sau xe chưa, không có chỗ để từ đã. Nhắn đi từ đã.